và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lại được đón bác Quý. Bác đến từ phố Tam Giang, thành phố Hải Dương. Bác đã về tận cửa hàng của âm thanh Đức Hạnh và thẩm âm cầm loa Tuler S180 35 mã. Cầm loa bác đã lựa chọn cầm loa đẹp xuất sắc. Cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bao răng không trăm ngàn lần cũng khóc đừng nhắc lại. Với một thú chơi tao nhã, bác Quý là chủ nhân của cặp loa Tuler S180 35 mã. Cặp loa còn rất mới. Nào tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương và giao hàng toàn quốc. Loa 180 35 mã. Âm thanh Đức Hạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn đã có chủ về thành phố Hải Dương.